nghe cũng rất là hấp dẫn rồi, nhưng mà liệu nó có ưu nhược điểm gì và mức độ thành công của nó ra sao, chúng ta hãy cùng phân tích từng khía cạnh một. Trước mắt là vấn đề thiết kế, tổng thể của vấn đề thiết kế cùng các cái không đồng nhượng quyền, không đồng hay bất kỳ thương hiệu nào thì chúng ta đều hiểu như thế là nhất là có cái mẫu sắc có để chúng ta lựa chọn, có cái thương hiệu này phong cách này, thương hiệu khác thì phong cách khác. Chúng ta đang nói đều là những người không đồng nhé, thì là cái từ sẽ tự động lựa chọn cái thương hiệu nào nó phù hợp thôi, vì cái concept, cái mẫu thì họ đã được chứng minh bằng sự thành công rồi, nên là chúng ta chỉ cần lựa chọn cái thương hiệu nào tương ứng với phong cách nào. Đấy, mỗi thương hiệu thì nó có phong cách khác nhau, thì lựa chọn phong cách nó sẽ phù hợp với sở thích thôi. Vậy là chúng ta sẽ có quyền lựa chọn. Đương nhiên đấy là ưu điểm, còn nhược điểm là chúng ta sẽ phải gò theo cái thương hiệu đó, là không được sáng tạo thêm quá nhiều. Thì có một số đơn vị thì có thể tinh chỉnh được cái concept này, nhưng cũng không được quá nhiều, thì chúng ta lại phải lựa chọn thương hiệu khác. Tiếp theo là cái việc thi công, nó nhanh. Bởi vì sao nó nhanh? Đấy, bởi vì tất cả các cái thương hiệu thì nó đều có form sẵn rồi, và các cái tiêu chuẩn thiết bị rồi kích thước nó sẵn rồi, nên là nhiều lúc các cái thương hiệu thì họ sản xuất sẵn rồi, sản xuất sẵn về quầy bar, sản xuất sẵn về các đồ trên tường, thì khi mà cái một cái quán thiết kế xong chỉ có mang đến đặt vào thôi, thì chắc chắn là sẽ rẻ và sẽ nhanh hơn so với cái việc chúng ta làm mới từ đầu, và nó cũng chuẩn luôn. Và tất cả các đơn vị thi công theo chuỗi thì quá hiểu quá quen rồi, nên là cái việc triển khai thì nó cũng rất là đơn giản và nó quen rồi, cho nên nó nhanh. Chúng ta riêng cái phần thời gian để thi triển khai làm quen với cái một bạn kia mới để tìm hiểu bản vẽ, nó cũng sẽ tốn của đơn vị thi công rất nhiều thời gian, nếu không quen. Và đỡ mệt là sao? Nó sẽ giúp cho các bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian đứng trông nom công trình, bởi vì cái người nghiệm thu cuối cùng đấy là bên chuỗi, họ sẽ nghiệm thu cho chúng ta có đạt chất lượng hay không, đạt tiêu chuẩn để đưa vào hoạt động hay không. Và cái quy trình thi công đã được lên sẵn rồi, chúng ta chỉ cần làm theo thôi và nó có form rồi đấy, nó sẽ đỡ lệch cho chủ tư rất nhiều, là đúng đến công trông nom công trình đấy, xem nó có ổn hay không, liệu là liệu này thì có khách có thích hay không, hài lòng hay không. Thì tất cả những cái việc này thì chuỗi đã tinh chỉnh hết rồi. Tiếp theo là hạn chế cái rủi ro cho chủ đầu tư khi mà làm cái công việc thiết kế thi công quán, những lúc làm phần nọ học phần kia đấy, rồi phát sinh ngân sách, rồi làm ra không dùng được. Đấy là những cái lường trước một số vấn đề đấy, khi với chuỗi thì giải quyết được cái vấn đề này. Thì lát nữa tôi sẽ nói về cái nhược điểm sau. Tất nhiên cái gì ưu điểm cũng có một số nhược điểm, nhưng trong những ưu điểm này thì và cái nhược điểm của nó là sẽ bị gò theo theo cái mẫu đấy, thi công nếu mà thì đương nhiên thi công nhanh đấy là ưu điểm rồi đấy, nhưng nhiều lúc nhiều người chả thích nhanh thì sao thì có thể là nhược điểm đấy. Và nhưng mà kiểm soát được rủi ro rồi và có nhiều thời gian thì nó không phải là ưu điểm nữa rồi, nhưng với một số người thì đó thì sẽ là ưu điểm. Cái thiết kế cũng vậy, thì chúng ta nếu không thích cái phong cách này thì cũng không thể lựa chọn được, và chúng ta sẽ không được tinh chỉnh, nhưng có thể tinh chỉnh bằng cái giải pháp là mình lựa chọn cái thương hiệu nó phù hợp thôi. Các cái thiết kế thì nó theo module. Đấy, cũng như là đã được nghiên cứu tinh chỉnh theo nhiều cái cơ sở rồi, nên là nó cũng sẽ được tối ưu về mặt sử dụng lẫn về mặt kinh tế. Đấy, nó giảm thiểu rủi ro về cái việc thi công cũng như chi phí cho chủ đầu tư. Các cái thiết kế thì cũng đã thực tế đã nhiều đơn vị thiết kế xong nhưng mà thi công không thi công được. Đấy, hoặc là thiết kế ra thi công không giống như thế. Đấy, thì với cái chuỗi thì nó sẽ không có việc đó, và một số các cái sản phẩm thì có thể đã có sẵn rồi. Đấy, nên là cái chi phí cũng rất là rẻ, hơn so với việc là đóng trước là đóng đóng bắt đầu thiết kế xong bắt đầu sản xuất. Đến việc vận hành thì sao? Cái cốt thấp là sao?
Bình thường thì chúng ta vận hành quán cà phê thì ta mua những cái nguyên vật liệu. Nhưng mà cái việc kiểm soát chi phí này thì tôi đã từng chứng kiến là có những chủ quán thì không hiểu sao cái tổng cái chi phí nhập với cả chi phí mình bán ra nó cao thế. Tức là tỷ suất lợi nhuận nhiều người người ta bảo 2/3 bao nhiêu phần trăm đấy, hoặc trên 5%. Nhưng mình nhập 5 triệu tiền hàng bán được có 10 triệu. Đó, thì tức là 50%. Đấy, thì với cái chuỗi thì sẽ có những cái bảng thống kê chi phí cốt, rồi cái cách tính toán, cái cách tiết kiệm để làm sao cho nó tối ưu được cái chi phí cốt nguyên liệu. Đấy, với chuỗi thì sẽ làm được cái chi phí cốt dưới 3%, thường 28%. Còn là với người mà không chuyên môn không thể làm được. Đấy, không thất thoát cái này thì thất thoát cái kia. Đấy, nhiều lúc làm thừa cho thêm mà chưa chắc là ngon, mà chắc chắn là không ngon rồi. Đấy, nhiều cà phê chưa chắc ra tốt, hay nhiều đường vào nhiều sữa vào chưa chắc tốt, đúng tỷ lệ rồi kể cả đúng đi nữa, nhưng mà cái thất thoát rồi cái mức độ nhập bao nhiêu, mỗi lần nhập bao nhiêu đấy, thì đấy là cái sự tính toán cần có. Riêng chi phí này nó đã tiết kiệm được cho chủ tư tương đối. Tiếp theo là tối ưu về các khoản chi phí khác. Chi phí tiền nhà đấy, cần phải bao nhiêu, chi phí tiền điện chỉ được phép bao nhiêu phần trăm, chi phí luật chỉ bao nhiêu, hay thỉnh thoảng trang trí hay đầu tư tái đầu tư được bao nhiêu phần trăm. Đấy, thì đấy là những cái chúng ta cần thiết phải tối ưu. Và đấy, nhiều chủ quán mới thì không thể tối ưu nổi chi phí này, cứ có tiền là đầu tư thôi, nhưng liệu đầu tư bao nhiêu là hợp lý và bao nhiêu phần trăm tái đầu tư, hay là cái tổng chi phí để thời gian thu hồi vốn chính xác là như nào, chúng ta chỉ tính tương đối thôi. Đấy, nhưng với chuỗi thì họ đã có cái bài toán sẵn có rồi. À, thế đến cái sự vận hành và cái phục vụ thì thường các chủ quán mới là cứ phải đi tự hướng dẫn nhân viên bưng bê như nào, phục vụ ra sao, nhưng mà chính chủ quán cũng chưa thực sự chuyên nghiệp, cũng chưa biết nhưng thực sự như thế nào là chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ cảm nhận thôi, và chuỗi thì sẽ giúp cho chúng ta cái việc này. Cái việc sản phẩm thì chủ quán có thể đi học các cái khóa pha chế đào tạo đấy, setup đấy, nhưng nó sẽ chỉ được thời gian đầu. Đấy, còn sau khoảng một thời gian thì có những cái món mới, những cái chu trend xu hướng thì chúng ta cũng cập nhật được, với chỗ thì sẽ giải quyết được vấn đề này. Về chi phí đầu tư thì khi chỗ thì cũng sẽ có cái tổng mức đầu tư sơ bộ rồi tính toán sẵn cho chúng ta. Đấy, chúng ta cũng sẽ không phải đi lên và nó bị tránh trường hợp nó bị vượt quá ngân sách đầu tư tính toán. Tất nhiên chi phí nhượng quyền thì không mất rồi. Chi phí nguyên vật liệu thì chúng ta sẽ phải thường sẽ phải mất cho bên bên nhượng quyền không đồng này, để họ cam kết được cái nguyên vật liệu nó đảm bảo. Thực chất thì cũng nên là như vậy để đảm bảo được cái nguyên vật liệu nó, tức là cái chất lượng đồ uống nó tốt nhất. Đấy, nếu không thì lúc thì pha ngon lúc pha dở, do cái đầu vào nguyên vật liệu nó không ổn định. Đấy, thì cái chi phí này thì đương nhiên là không không mất cho bên này, mất bên khác thôi. Đấy, và một số chuỗi thì cũng chỉ cam kết đấy, cam kết phải lấy nguyên vật liệu của chuỗi. Và có một số nguyên liệu thì phải cam kết, có một số nguyên liệu thì có thể lấy ngoài được. Và chúng ta sẽ mất thêm một chi phí nữa là phần trăm doanh thu hàng tháng. Mặc dù không mất tiền thương hiệu nhưng mà sẽ phải mất cái chi phí cung cấp nguyên vật liệu, chi phí doanh thu hàng tháng. Đấy, tùy mỗi bên, có bên thì sẽ phải lấy 3%, có bên đến 5%, có những bên đặc trưng thì đấy đến 15% cái chi phí doanh thu. Đấy, không có biết là doanh thu có đủ bù chi phí nhân viên với mặt bằng các thứ hay không, nhưng mà vẫn mất theo doanh thu 1% một tháng. Đấy, thì đây là cái phần chi phí đấy, sơ bộ mà chúng ta sẽ cần có nắm được. Đấy, thì đấy, cũng là làm đơn vị phân phối nhượng quyền các cái đơn vị. Đấy, thì hãy liên hệ với cả số hotline từ bên dưới phần mô tả hay để phân tích xem lựa chọn cái nhượng quyền nào phù hợp, vì thực ra là mỗi mặt bằng sẽ phù hợp với cả một cái thương hiệu nhượng quyền nó khác nhau, cũng phù hợp với cả phong cách nó khác nhau. Có thương hiệu thì phong cách trẻ, thương hiệu phong cách trung già hay teen, hay là phù hợp với cả cái phong cách công việc nữa. Có thương hiệu thì phù hợp với cả cái tầm doanh nhân đấy, rồi phong cách lịch lãm một chút, nhưng có thương hiệu thì phù hợp với check in chụp ảnh. Thì biết là đơn vị phân phối nhượng quyền cho một số đơn vị nhượng quyền đấy, những cái thương hiệu nhượng quyền nào.
hay liên hệ với số hotline phía bên dưới để được tư vấn lựa chọn cái đơn vị nhượng quyền nó phù hợp. Và có thể liên hệ với số hotline 973 981 509. Bất kỳ thương hiệu nhượng quyền nào và phân tích ưu điểm từng đơn vị. Có những đơn vị nhượng quyền thì sẽ không mất phần trăm phí doanh thu hàng tháng đâu. Có những đơn vị thì cũng không yêu cầu lập nhập cái hồ liệu, nhưng họ sẽ và thường cái lợi thì họ sẽ tốt cho chủ tư hơn, đấy, hơn rất nhiều so với cả chúng ta tự